Lần trước tô có một bên mặt thôi, còn một bên sâu trắng quá thì không biết làm gì. Thôi lỡ rồi, vẽ nốt lần này luôn. Hình gì tiếp theo? Không cái gì khác là tự đánh dấu bản quyền của mình, giống như là sợ người ta không biết tên hay sao á. Cái đồ gì mà không biết vẽ cái gì lên là ghi tên lên à? Chọn màu hồng này cho nó dễ thương, cộng thêm cái kiểu chữ mà tròn tròn này nữa, xong rồi thì mình tô màu lên, nhớ chừa một chỗ trống là cái khoảng trống nhỏ đó để làm cho cái kiểu chữ nó long lanh hơn. Rồi sau đó tiếp tục mình dùng cái màu hồng đậm hơn để làm phần độ bóng, nhấn nhá đồ cho nó chi tiết vô nha. Rồi ghi tên như vậy thì cũng đâu có gì đâu đặc biệt, mình vẽ thêm mấy cái xung quanh nữa, đừng có làm tùm lum màu lên đó nha trời. Rồi mình blend màu ra bằng một cái cây bút nhạt hơn. Rồi đó, hôm nay trang trí đơn giản vậy thôi là nhìn cũng ok quá rồi nè. Rồi bây giờ mình cùng nhìn lại thành phẩm của mình nha. Nếu thấy đẹp thì hãy nhấn like và đừng quên nhấn follow để xem thêm nhiều clip hay ho từ mình nữa nha.